những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Giàu có nổi tiếng nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành Harry Won kỳ lạ tới khó tin. Trấn Thành Harry Won, Trường Giang Nhã Phương là hai cặp đôi nổi tiếng, giàu có nhất nhì showbiz Việt. Khi quyết định kết hôn, cả hai cặp đôi đều từng vướng phải những nghi ngại của công chúng. Cả hai cặp đôi đều khá kiệm lời về cuộc sống cá nhân, hiếm hoi trong những lần trả lời phỏng vấn, họ mới chia sẻ đôi chút về đời sống hôn nhân. Bận rộn vốn là điều dễ thấy đối với các nghệ sĩ nào hoạt động trong showbiz Việt. Song với Harry Won, Trấn Thành, dù sống chung một nhà, nhưng đến cả thời gian để ở bên nhau, để chào nhau trước khi đi ngủ cũng phải tính toán. Cặp đôi này dù sống chung một nhà nhưng đến cả thời gian ở bên nhau để chào nhau trước khi đi ngủ cũng phải tính toán. Trong một lần làm khách mời của chương trình Khách Đến Chơi Nhà, Harry Won tiết lộ cô và Trấn Thành khó giận nhau vì thậm chí không có thời gian để gặp nhau. Tôi bận rất nhiều việc, đến thời gian gặp chồng cũng chỉ có lúc ngủ mới gặp được. Tuy nhiên, ngoại trừ lúc phải đi lưu diễn tỉnh khác hay nước ngoài thì ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Buổi tối có thể tôi ngủ trước hoặc anh Thành ngủ trước nhưng vẫn gặp nhau và chào hỏi, tại mệt quá nên cứ về là ngủ trước. Nhưng thông thường chúng tôi vẫn cố chờ đợi nhau, nói chuyện rồi mới đi ngủ. Vì thế để tôi và Trấn Thành giận nhau là rất khó. Trấn Thành, Harry phải tranh thủ từng phút để ở bên nhau. Vì quá bận rộn nên để có một buổi hai vợ chồng cùng nhau đi chơi, cả ekip của Trấn Thành, Harry Won phải ngồi lại bàn bạc từ trước đó vài ba tháng. Để hai vợ chồng tôi rảnh cùng lúc với nhau là cực kỳ khó, hầu như không có. Ngày nào anh Thành nghỉ thì tôi bận, tôi nghĩ anh Thành bận nên chúng tôi muốn đi chơi chung là phải sắp xếp trước 2-3 tháng. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ đi được 2-3 ngày thôi. Cũng hoàn cảnh đó, vợ chồng Trường Giang Nhã Phương thậm chí phải chia nhau lịch để có thể vừa chăm con vừa đảm bảo công việc. Trường Giang Nhã Phương phải chia nhau lịch để có thể vừa chăm con đảm bảo công việc. Trong buổi tái xuất lễ trao giải VTV Award năm 2019, Nhã Phương tiết lộ Trường Giang quá bận rộn nên dường như việc chăm con nhỏ đều do cô đảm nhiệm. Mỗi ngày tôi nỗ lực hết sức, dậy từ 5 giờ sáng để sắp xếp thời gian tập luyện và chăm con. Vì công việc khá bận rộn nên anh Trường Giang không giúp tôi nhiều về việc chăm con mà ủng hộ về tinh thần là chính. Bù lại, Trường Giang dành trọn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc vợ con. Anh sẵn sàng dành thời gian nấu nướng, nghiên cứu các chế độ ăn để Nhã Phương dưỡng da giữ dáng sau khi sinh. Anh biết rằng việc ăn uống rất quan trọng khi tôi tập gym lấy lại vóc dáng, nên anh là người lên thực đơn, anh chỉ cho tôi những món ăn giúp tôi ốm đi để đẹp dáng đẹp da hơn. Nghe thấy người ta chê tôi ốm, anh Trường Giang không nói gì mà lập tức đổi chế độ ăn khác cho tôi. Tôi đi nhiều thì Nhã Phương ở nhà, còn Nhã Phương đi nhiều thì tôi ở nhà. Trường Giang chia sẻ, ở nhà ăn uống thì tôi lo, cứ rảnh là nấu ăn. Vợ chồng tôi ít khi ra ngoài ăn lắm. Nam diễn viên cho biết để có thể cân bằng cuộc sống, vợ chồng tôi phải phân chia thời gian một cách hết sức cặn kẽ. Chúng tôi cũng canh để phân chia công việc. Ví dụ tôi đi nhiều thì Nhã Phương ở nhà, còn Nhã Phương đi nhiều thì tôi ở nhà.